Đây rồi. Ui ôi. Ôi. Bóng hàng anh em ơi. Hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Viết Sinh. Thì qua nhiều cái đợt câu kéo vừa rồi, nhiều bác đã hỏi là anh đánh bằng cái cần dìm nó khỏe thế mà nó bạo lực thế, thì em đánh lục ấy thì anh em chỉ nên đánh bằng cần 10H hoặc là 8H nhé. 10H thì nó sẽ có ưu thế hơn là nó sẽ đánh được hẳn foul 20. Foul 20 này anh em có thể đổi ngọn được, đánh rất là sướng. Đây, đây foul to này. Còn loại 8H thì anh em chỉ đánh được foul 15 anh em nhé. Đấy, chỉ đánh foul 15 này. Các bác mà không biết chọn đánh là lỗ cần này. Và đây là cây cần mà em vẫn đánh các bác này. Đây là cây 10H đầu đinh các bác nhé. Để chọn được một cây cần đánh lục mới ưng ý thì nó có rất nhiều yếu tố anh em ạ. Các bác đừng nhìn vào cái thông số nhé, đừng nhìn vào thông số của cần. Nhiều cần thì có thể nhức tính đến 5-6 cân này, 5-6 cân đánh nó vẫn lổ. Đấy, nhiều bác có chụp ảnh lại cho em ấy, những cây như người ta quảng cáo nhức tính 5-6 cân này, cây 5-7 nít này đánh vẫn nổ như bình thường các bác ạ. Đây, vẫn nổ như bình thường vì lý do tại sao nó lổ này em sẽ giải thích cho các bác xem. Và các bác chọn một cây cần đánh lục đầu cần cho nó bền, đẹp và khỏe. Thì đây là cái dòng 10H anh em này, 10H hoặc 8H đời đầu em vẫn bán. Cái dòng này thì nhức tĩnh thì nó rất là khỏe anh em ạ. Đây, dòng này nhức tĩnh là rất là khỏe nhưng mà nó lại là ngọn dù. Anh em nhé, đây cây này nó là ngọn dù, ngọn 2 ly hoặc 2,1 ly, nó ngọn dù. Thì cây này nó không chịu sốc anh em ạ. Bởi vì sao nó không chịu sốc? Bởi vì nó có ngọn dù nó để chống sốc mà. Đấy, ngọn dù để chống sốc. Thì cây này sẽ dành cho anh em đánh tự nhiên và những người mới chơi, đánh nhẹ tay, đánh vừa tay thì dùng cây này. Cây này có thể đánh ở foul bầu 20 anh em nhé. Nó 10H có thể đánh foul bầu 20 nhưng phải đánh vừa tay thôi, không đánh căng lực, bởi vì ngọn nó ngọn dù chịu sốc. Những cây nào kể cả những cây handing em thấy cái nhức tính căn dầu 5-7 nít ấy mà nhiều bác có chụp lại cho em đánh nó vẫn lổ, không hiểu sao nó lổ. Bác không hiểu tại sao nó lổ, bởi vì cái ngọn đấy người ta chỉ phù hợp cho mình đánh đài thôi. Mình dùng cần nó sai mục đích anh em ạ, chứ không phải là cần nó đèo hay như này kia đâu. Nó mình dùng cần sai mục đích. Những cây cần này người ta thiết kế ra, người ta chỉ để đánh cho phù hợp đánh đơn tài. Mình bác đánh lục nó là sai kỹ thuật đấy. Để lục mới bác nhá, em cho bác qua xem tại sao đánh lại nổ được cần. Đây, những quả phao bầu 20 anh em này. Đấy, bầu 20 nó rất to và nặng cả cái lưỡi ạ. Lưỡi là lưỡi 12 hòn hoa nhá. Chỉ này rất là nặng. Anh em dùng những cây này mà nó không chịu sốc ấy, nó chỉ có chống sốc thì đánh hầu như là một thời gian là bắt đầu ống nó dão là nó sẽ nổ nếu mà mình cứ phật căng tay đều đều. Đấy, những cây cần như này thì anh em chỉ nên đánh phao nhỏ này, lưỡi nhỏ vào đánh nó vừa tay, mình nhấc vừa tay. Còn đây là mẫu để chịu sốc thì nó phải là mẫu cây đầu đinh anh em ạ. Đây, nó không cần dù luôn, cây này không cần dù luôn, phật căng luôn. Đấy, bản thân em đang đánh thì em đang đánh bằng cây này kể cả 10H hay 8H nó rất khỏe. Đợt này em về cả mẫu 8H của mẫu này đó, giá nó sẽ mềm hơn cây 10H mà đánh rất là khỏe luôn. Đây, cây đầu đinh. Đấy, và lát em sẽ cho các bác xem giá trực tiếp ở bên Đài Loan nhé. Cây này em đảm bảo là ở Việt Nam mình không ai dám nhập về bán. Bởi khi em đã bán cây này không ai dám nhập về bán, vì em bán giá nó sát lắm. Các bác nhìn này, đầu rất là đẹp luôn. Lát em sẽ gửi cho bác xem giá trực tiếp đến luôn. Đó. Và đây em sẽ cho các bác xem một số đoạn video nhé. Em đánh bằng cần này, đánh rất là căng luôn, phật căng cước luôn. Để các bác xem nhé. Yêu quá, ôi dồi ôi. Ôi dồi, ôi em ơi. Ôi, đông hoàng rồi. Ôi trời ơi. Đông hoàng nhau. Trời ơi, con này to thích. Ôi dồi, con to luôn. Ôi, bay phao lục rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, cần đánh cực kỳ chất và cực kỳ khỏe luôn. Đánh lục ấy thì thứ nhất là hay quá nhìn này, thứ nhất là nó phải có chống nổ đầu cần các bác này. Và chống nổ cây cực kỳ dày luôn. Những cây nào mà anh em đang đánh bằng ngọn dù không chống nổ, hầu như đánh hoàn toàn ở những cái ống này ấy, bắt đầu nó hay toạc ở chỗ này luôn ấy. Bởi vì anh em xem cái đoạn clip của em ấy, cái đoạn em vít con cáo vồng nó cong khi cần xịn anh em nhé, cần xịn nó sẽ cong tới cái đốt này. Đấy, cong đốt này hầu như là anh em mà cái cần bình thường nó không có cái này, nó sẽ toạc chỗ này ra luôn ấy. Không chống nổ sẽ toạc. Đấy.
cần lục này khi mình giật rất là căng anh em nhé. Các bác để ý xem mà các chú ý nhìn đấy, thì các bác sẽ thấy nó cũng mình giật như là cái đốt cần sát cái đốt này. Để em lấy các bác xem. Đây, sát cái đốt này thì cái đốt này nó sẽ cong. Để, đốt cuối này nó sẽ cong thì cái này nó sẽ không bị toạc ra này. Đó. Đây. Đó, anh em nhìn chưa? Ngọn đầu đinh luôn, đánh cây này là cây chịu sốc nhá, không cần chống sốc, chịu sốc. Đấy. Còn những cây cần mà nó ngọn rù ấy, anh em này, những cây cần này ngọn rù thì mình có chống sốc. Mà chống sốc cái này thì sẽ đánh lục thì nói chung mình buộc vào đây nó sẽ giảm rất nhiều lực, hầu như là em sẽ buộc cho các bác sẽ buộc tất cả vào đây. Đây, bảo chính phần này thì đánh anh em mà đánh vừa tay. Đấy, những cây gần ngọn rù đánh vừa tay thì nó sẽ rất là bền anh em nhé. Đánh sẽ rất là bền. Còn nếu anh em nào Phật căng tay ấy, thì nóng cần biết nó cũng nhanh hỏng đấy. Thì cần này nó là cần ở bên Đài Loan anh em ạ. Cái thời điểm đầu tiên ấy em lấy là đợt đấy là đầu năm thì giá rất là cao luôn. Cây này đợt đấy giá đầu năm nó là 970 cơ. Đợt này giờ nó hạ giá, bây giờ nó xuống thì kiểu như là dịch thông quan đấy, giá nó hạ cái là mình mới mua con giá nó còn mềm hơn đúng không ạ. Đợt đầu đúng cây 4 mét rưỡi nó 970 cơ. Rất là cao luôn. Đây anh em nhé, cuốn cần cực kỳ đẹp. Cái này là cuốn này thì em nhiều lúc em cũng gửi các bác về tự cuốn, các bác nào không biết thì tí em cuốn mẫu cho các bác xem nhé. Cuốn cầm tay cực kỳ em cực kỳ đẹp luôn. Mấy bác bảo đây là cây ốt ni, em không phải ốt ly đâu. Ốt ni thực chất các bác nhé, cây màu đen này ở ốt ni ở bên Đài Loan ấy, là nó không có cây màu đen đâu. Ốt ni ở bên đấy nó là cây màu xanh xanh đá cơ các bác, cây màu xanh đá, cây cực kỳ đắt luôn. Cây đấy nó không có loại 63, chỉ có 4,5 m này, 5,4 m, mà cây đấy hiện tại giá ở bên Trung Quốc nó gần 1,5 triệu một cây. Đấy, gần 1,5 triệu một cây luôn. Còn đâu là cái loại đen đen về đây hầu như là nó hàng nhái hàng ấy thôi các bác ạ. Đợt đấy ngày xưa em cũng lên trên mấy quán kia em tham khảo rồi, mấy cây đấy họ đánh nó yếu hơn rất là nhiều, không bằng cây này đâu. Cây này thì chung là anh em đánh thì nó là nó cực kỳ vô tư, cực kỳ xịn xò luôn. Đấy các bác, quẹo em nó là hàng chất. Để đánh lục sướng nhất nó sẽ cây này, nó giá cả này mới độ bền đẹp. Cây này số 1 em đánh cái mẫu này nó hàng năm nay đánh rất là bền luôn. Và khi anh em cầm cây này lên thì các bác sẽ phải thốt lên: ôi dồi ôi, sao cây này nó nhẹ thế. Đấy, nhiều bác đợt đầu lấy về bảo ôi sao cây nhẹ, đánh có ổn không, có ok không, nhưng mà khi đã được đánh cây này thì hầu như ai cũng phải khen hết, bền đẹp. Và đặc biệt nhá, anh em khi lấy hàng ở bên chỗ em thì các bác cứ yên tâm là hàng dự phòng em rất là nhiều luôn. Em dự phòng anh em nào lúc nào 2-3 năm sau đấy mà các bác có hỏng nóng hay là vợ có bẻ có đập gãy, các bác cứ liên hệ em lúc nào cũng có nóng thay, với cái giá nó chỉ bằng cái giá trị cần ban đầu thôi. Đấy, còn các bác tất nhiên các bác mua chỗ khác thì hầu như là các bác cần có lỗi hỏng thì các bác chỉ có tự chế hoặc là vứt đi thôi, còn bên em là hầu như có nóng hết. Đấy, em để mấy chục cây cơ, nói chung là 70-80 cây để dự phòng anh em cứ thay dần dần. Các bác nào lấy cần bên chỗ em ấy thì nóng hỏng hay nào cứ ới em cái chuyển nóng tận nơi luôn. Đấy. Thì cần này các bạn, cần này thì em bắn cái nóng rời thì nó chỉ bằng cái giá của cần thôi, nên là anh em rất là vô tư thoải mái nhé. Nói chung là em bán cần thế này thì chủ yếu là để bán để vui để chơi để chính thôi, chứ còn để lãi lò thì không lấy lãi anh em ạ. Đấy, chỉ lấy công thôi, lấy cái công vận chuyển ở nhà, lúc nào kiểu như là mình rỗi thì anh em có lấy cần thì mình đóng gói gửi đi lấy cái tiền công thôi, chứ không lấy tiền lãi. Đây, và bây giờ em sẽ show cho các bác xem cái giá ở bên Đài Loan người ta bán các bác này. Đây là các bác đã từng mua hàng ở trên Pugo ấy thì sẽ biết cái app này. App này có nghĩa là đây là đơn vị vận chuyển hàng từ bên Đài Loan về tới cho bên Việt Nam mình. Thì một cây 4,5 m 10H ở bên đấy họ đang bán là 744.000 anh em nhé. Nghe tại kho ở bên đấy họ bán là 744.000. Thì khi anh em vận chuyển về tới đây ấy, thì các bác sẽ bị mất cái tiền phí này. Sẽ mất khoảng 35.000 một cân. Đấy, bên Puco họ tính sẽ mất 35.000 tiền phí anh em mua một cây này về tới kho ở trên Hà Nội là mất 35.000. Xong đó từ kho ở Hà Nội về anh em nhé, từ kho ở Hà Nội về tới cái chỗ các bác cần ấy nó sẽ mất khoảng 30.000 ship nữa là 65.000. Cộng với lại cái tiền hàng mà Puco người ta đặt hộ mình ấy, công người ta đặt hộ mình nó sẽ là 3%, 3% của số tiền 744.000. Đấy thì tổng cộng nó chắc mất khoảng 2-3 chục gì đấy. Đấy, 65.000 cộng với lại 20.000 đấy, gọi là hơn 20.000 đấy, thì nó sẽ rơi khoảng hơn 80.000 anh em, 80-85.000. Đấy, 80-85.000 mà anh em cộng với 80.000 nhé, 80.000 cộng với 740.000 đấy,
là 820.000 các bạn nhé. Đấy, bởi cây này khi anh em mua ở bên Đài Loan về tới bên chúng mình sẽ mất 820.000 các bạn. Đấy. Mà khi em vận chuyển cho các bác thì em vận chuyển em sẽ đóng ống PC đấy, ống PC em đã mất 15.000 thì ống PC phải mất 830.000. Đúng 830.000, mà cây này em đang bán với cái giá là 850.000. Đấy là cái công vận chuyển của em được 2.000 trên một cây. Đấy, bán hàng 2.000 trên một cây. Đấy, 2.000 trên một cây anh em nhé. Đảm bảo các bác là những cái shop khác mà nhìn thấy con số này chắc không dám nhập cây này về bán, bởi vì sẽ không cạnh tranh được với em. Đó, thì em chung là cái này em chỉ bán vui thì không đến lãi, nên cần anh em mua chỗ em để đảm bảo chất lượng, mà sau này hỏng hóc cũng có ống nhíp thay anh em được con nóng thay. Đây còn cây 6m3, đây cây 6m3 thì anh em cộng với lại 1.045.000 thì cây này em đang bán là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 thì cây này sẽ là anh em cộng với cả tiền ship, tiền ống ác các kiểu thì nó gọi là mất khoảng gọi là gần 100.000 đi, thì cây này em sẽ lãi được 50.000 đấy, một cây 1.200.000 mà lãi gần 50.000 anh em ạ. Đấy còn, đấy là mới đóng PC, chưa tính công kiếp bọc bọc biết bọc các kiểu. Nó nói chung là hầu như cái này gọi là làm lấy công anh em, chứ không không lấy lãi. Em bán giá này thì chung là để mà nói về giá thì chắc chắn là các số khác sẽ không thể cạnh tranh với em được. Đấy, không mà bán lấy cái niềm vui này. Anh em mua hàng chỗ em cứ an tâm, còn là nóng như có hỏng thì cứ alo em. Và khi em đăng cái video này nên em đảm bảo các bác là nhiều shop hay nhiều tiệm cần câu ở Việt Nam mình chắc chắn là sẽ không dám nhập cái này về bán, bởi sẽ không thể cạnh tranh được với em ạ. Cái giá em để hầu như không lấy lãi, chỉ lấy công không lấy lãi, các bác sẽ không thể nào cạnh tranh được. Đấy, về cần bán thì chung là chỉ lấy vui thôi, còn công việc chính của em ấy thì em còn đi làm công ty, còn làm nhiều việc khác chứ không phải là buôn bán cái kiểu này. Cái này chỉ phục vụ cho những anh em cùng đam mê, những cái fan hâm mộ của em trong kênh ấy, các bác thích câu lục thì gửi cho đánh thử thôi. Bởi vì thật ra là đầu tiên em cũng không không ý định em bán cái loại đâu, nhưng mà đợt đấy thì em thích kênh này quá thì nhập về hơi nhiều, anh em cũng lại hỏi nữa, nên là thành ra em mới quyết định nhập về bán cho anh em, chia sẻ anh em những cái cây cần tốt, anh em đánh cho nó xuống tay bền bỉ đẹp. Còn cái thời điểm đầu ngày xưa thì em đánh đánh cái cần GVK8H đấy, đợt đấy là hàng loại một luôn anh em ạ, hàng loại một luôn, đánh cũng rất là sướng. Nhưng mà sau này đánh về lâu về dài, em đánh nó mới hơn 1 năm thì bắt đầu là những cái ống cuối của nó không có chống nổ anh em, nó không có chống nổ, thành là đánh sau em bị toạc mất cái ống cuối. Mà khi toạc cái ống đấy là đợt đấy là em không thể mua được cái ống luôn đấy, em không thể mua cái ống cuối, thành ra sau này phải vứt cái cây đi anh em ạ. Đấy là đợt đấy, từ đấy là em bỏ luôn cây GVK8H. Thật ra cây đấy đánh cũng rất là sướng luôn, nếu mà mới đánh, còn đâu là độ bền bỉ nó không thể bằng được. Bởi vì anh em biết đấy, câu đơn câu đài thì cần nó rất là bền, bởi vì mình giật nó có lực mấy đâu mà đóng cá nó cứ dòng vìu vìu, còn đâu đánh lục ấy thì cần phải chung nó phải bền anh em ạ. Để không bền thì đánh nó sau này ống nó dão hết ngay. Nếu mà bản thân em thì em đánh cây này nó là hơn 1 năm rồi, thấy ống yếc đánh rất là ok, rất là bền luôn, đánh rất là sướng, mà cá to các bác nhìn nó đu rất là phê. Hôm nọ em có gửi lên Hà Nội một cây thì hôm nay cái 5m4 nha, 5m4 mà hôm nay ông ấy bo là con chấm đen 7 cân rưỡi, 7 cân rưỡi, có chụp ảnh gửi em xem không lộ, nhưng mà 7 cân rưỡi đời em cũng muốn đóng là một con như thế để em bo thử xem thế nào, nhưng mà rất là đen ở chỗ em này, loại đấy nó không có đấy, 7 cân rưỡi không có, hầu như nó chỉ lằng nhằng, còn may mắn lắm thì chỉ lên 3 4 cân là ngon rồi. Nhưng mà em mà bo con đấy lên này nó khiếp khủng lắm. Em đánh sốc lắm các bạn, đánh bo bằng bằng lên thôi. Những cái mẫu cần ngọn dù đấy mà anh em mua ở những chỗ chỗ khác ấy, cần người ta bảo nhức tính 3 4 cân ấy, thì đúng là nó nhức tính được tầm đấy thật, nhưng mà đôi khi đánh đục nó vẫn nổ anh em ạ. Đấy không phải do cần đâu các bạn, nó không phải do cần nỗi hay cần người ta đẻo hay kia, nó không phải đâu, đó là do mình sử dụng cần của mình nó sai mục đích. Cần người ta chỉ phù hợp đánh đơn đánh đài, mình cứ lôi đánh đục của nó sai mục đích đó. Những cái quả phao như thế này các bác tưởng tượng quả phao với quả lưới to phát này, bác giật bắt căng tay độ sâu 3 3 mét nước, mà cần nào mà nó không không chịu sốc ấy, mà nó chịu chống sốc thì chắc chắn là nó cũng sẽ đánh về lâu dài sẽ lỗ cần thôi. Đấy cái điều đương nhiên đó. Nó là do lỗi, là do người chơi chứ không phải do cần đâu anh em. Đấy, còn những cái mẫu đầu đinh thì hầu như nó chịu sốc đánh rất là ok. Đấy, còn nhiều bác thì muốn sử dụng cây này để đánh đài ấy, thì có mẫu này. Đây, mẫu này hai ngọn đánh đài, cũng là cây đầu đinh anh em nhé, để coi nhìn nó chống nổ cực kỳ dày, cũng là cây đầu đinh mà nó có thêm ngọn phụ đánh đài đấy bác này. Để nét bác sang đây, ngọn phụ đánh đài vào chúng có chúng xoắn hết các bác nhé, để em rút ra nó ngọn ngọn zin luôn đây con này. Ngọn zin luôn
cái ngọn đầu đinh này nó gọi là chúng xoắn anh em mà nó xoay được. Đó. Đây là ngọn zin của nó. Cây này đánh khỏe ngang với cây kia anh em ạ. Đây nó ngang khỏe cây đầu đinh, giá nó cao hơn một tí. Để phù hợp cho những anh em nào muốn đánh đài. Và mẫu này có 8 mắt, 8 mắt là cái mẫu này nó cũng rất là mềm. Đấy. Còn đâu là hầu như các bác chuyển sang đánh độc thì các bác đều có cần đài rồi ấy. Nên là hầu như anh em đang lựa chọn những mẫu như thế này là chính. Mẫu này đánh một cái quyền đời thì anh cực kỳ bền, cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Và anh em yên tâm một cái là khi mình đánh sau này mà mình có làm gãy nóng hỏng nóng thì đều có hàng hàng thay ngay nhá. Em ship chung là rất là nhanh luôn. Bây giờ không ship trên bưu điện, em ship bên công ty GVT ấy, thì nó vận chuyển rất là nhanh. Đấy, gãy cái là anh em đều có nóng dùng tiếp luôn, nên anh em rất là yên tâm. Đấy, hàng dự phòng rất là nhiều. Còn đâu chung là nhiều nhiều lúc mình đi mua cần chẳng may mà nó gãy phát mà vứt đi cần tiền triệu rất là tiếc anh em ạ. Có pha anh em nhé, cái cần 46 tệ của em hôm đấy em hú hồn luôn. Cần này đắt cực kỳ luôn. Em về em đánh mẫu mà em nay hoay nó là đường bê tông, nó lại ngồi ngay cái ghế thì em đang gỡ cán này hoay giống cái bộp phát. Tôi bảo chỗ này các bạn ui giảm quả còng may nó không vỡ nhá. Nó vỡ quả đấy xong 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 xảm muốn cấy đất phí mà không nhận cái ống này nó đẹp thật, giờ em giẫm cứng đứng hẳn một chân lên mà nó không vỡ, may quá. Cảm giác đấy nó hên. Chứ chẳng may mình giẫm mà nó lại hỗn một cái mà nó mà vỡ một ống cần có phải là rất là tiếc không? Đấy. Đấy, còn mẫu này thì mẫu này hàng đặt rồi, mẫu này hàng đặt ở quả chung là mấy bác ở gần chỗ em đặt hàng này, hàng đánh dịch vụ của anh em nhé, 10 hát dịch vụ anh em ạ. Cây này khỏe lắm, cây này ngọn nó 2,3 ly cơ. Cây này anh em nói chung là đánh dịch vụ bo có to phải lấy cây này, giá nó cao hơn mấy kia nhiều đấy, nhưng mà đánh chung là nó cực kỳ khỏe và cực kỳ bền. Các bác nhìn này, các bác nhìn cái đoạn này để mình lấy nét gần anh em xem. Coi nhìn là cái chống nổ nó dày bịch luôn, những cây đây cần hàng siêu cường này không nói, đây hàng hàng chỉ hàng đặt thôi. Nên em lấy về nó thừa mấy mấy chục cây, anh em nào có lấy thì ấy ấy thì em lấy cho thôi, còn đâu là nó không có nhiều đâu. Đấy, coi nhìn cái chống nổ nó dày lắm, những cây cần siêu cường này nó khỏe, chống nổ nó dày lắm anh em ạ. Có nhìn chưa? Đấy, cái chống nổ nó dày gần như gấp đôi cây kim hát đấy, nó dày bịch bịch luôn. Mà cái nóng của nó tốt lắm. Nhưng hàng cho hàng đắt tiền thì mình không thể bì được. Nhưng hàng tiền triệu thì không thể bì được. Ấn đâu mà để mà đánh tầm trung ví dụ như là đánh lục bền thì cây này đó là số 1 anh em ạ. Hiện tại cây này nó số 1 đấy. Nào các bạn nhìn một chúng nổ nó dày kinh khủng này các bạn nhìn đấy, rất là bền luôn. Thì cái cây 10H đầu đinh anh em ạ, 10H đầu đinh này sẽ đánh được phao bầu 20 anh em nhé, giật thoải mái giật căng tay luôn đấy. Những phao bầu 20 này hiếm cần nào có thể đánh được phao bầu 20 lắm. Đấy, 10H đầu đinh đánh cái loại này anh em đánh mà đánh bền luôn ấy, không phải là cần nhanh hỏng, đánh cực kỳ bền luôn. Em đánh từ hơn một năm nay cần nói chung là gần như nguyên, đánh thật sướng, ống cần không bị dão luôn anh em ạ. Đấy, cần đánh rất sướng. Còn đâu những mẫu 8H đấy, 8H thì nó phải đánh theo phao bầu 15 anh em nhé. Đấy làm sao này, 8H nó chỉ đánh loại phao bầu 15 này. Đây là phao em hàng đặt luôn các bác ạ. Hàng này là hàng, nếu mà hàng gọng liền ấy thì giá nó cực rẻ luôn, nhưng mà em đặt này gọng cắm đấy anh em về có thể rút ra được, vì cái loại nó đắt hơn cái loại gọng liền mấy chục nghìn đấy. Rồi cái gọng này nó có cái ưu điểm là anh em tháo ra để hộp đồ rất dễ mà nó không bị gãy ngọn này, còn nó dài đoàn anh em nhìn nó là gần 40 cm mà để nay hoài cầm đi rất là dễ gãy cái này đấy. Và những phao này anh em thích thì em đều có tặng thêm các bác mấy nụ nhá, cái mấy hạt nụ để anh em đánh nó chống sóng chống gió đấy, bỏ cánh ra cho nụ kẻ gió bão anh em có thổi nó vẫn đứng yên luôn đấy. Gió to là anh em phải đánh nụ tháo cánh ra, kẻ loại mà phao bầu 20 này. Còn bác nào cứ thích thì em tặng thêm cho mấy cái nụ đấy. Anh em có thích thì em tặng thêm cho mấy cái hàn nụ về đánh cái này chống sóng gió cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Sóng sóng gió nó không để ý luôn, nhưng mà đã cắm cái nụ này vào gió thổi bạt nhà không để ý đấy. Em đánh cái loại em hạn chế thôi này đấy, chế cái nụ vào ok đẹp luôn đó. Còn đánh lục ấy thì anh em chỉ được đánh bằng dù các bác nhé, bởi vì nhuyễn rất đắt tiền, các bác đánh bằng cước là nó nổ ngay. Anh em mình nên chơi bằng cái loại dù này dù hàng loại 1 này, sờ với kép cái loại 1 đấy, đánh cực kỳ bền luôn. Cái loại này trên thị trường nó rất nhiều hàng nhái cực kỳ nhiều luôn. Và cái loại đấy anh em đánh lục thì nó hay bị mủn đấy, đánh lục nó hay bị mủn dây, thì một thời gian mình đánh cái mà không để ý cái nó mất toi, cái lưỡi toàn 100.000 cái thì rất là phí anh em. Cái mẫu lưỡi này toàn lưỡi xịn rồi, tiện nó đất phát không phải tiếc không.
Đấy, anh em dùng loại này đang 120.000 một cuộn. Đấy con này, 120.000 cuộn, đánh cực kỳ bền luôn các bạn. Và khi cá kéo nha anh em nhé, cá kéo nó zip luôn. Đấy, đây là hàng loại 1. Đây. Còn lưỡi thì có mấy loại anh em, đây là lưỡi Ninh Ngũ đây. Lưỡi Ngũ của theo Tháp Đức anh em ạ. Đấy có nhìn. Nó trắng theo một màu luôn. Còn đâu thép lò xo AK đấy các này. Tứ thép lò xo AK anh em mình, cái phần vát kim cương nó cực kỳ sáng bóng luôn. Đây. Mình tứ thép lò xo AK này, phần vát này, cái phần vát kim cương nó sáng bóng rực lên, hồi anh em cầu chuyên nghiệp cũng biết. Đây. Các bác nên dùng cái loại móng dầu này đánh thì nó sẽ khó bong cá hơn, đánh xoài thì hay bong lắm, đánh xoài trùng dây cái bong ngay. Trước em toàn đánh xoài, về sau đánh cái loại này sướng hơn hẳn anh em ạ. Các bác nhìn này, móng dầu này. Nhiều bác gọi móng ngựa, móng dòng các kiểu, móng cao mà đánh cái này khi nó cá đóng một khớp anh em mà nó cực kỳ khó bong luôn, kể đóng một lưỡi nhá. Còn đâu anh em đánh cái dáng xoài hầu như là để mình trùng dây cái lưỡi trùng ở bong này. Đấy các bác nhìn là thép lò xo AK. Cái phần vát kim cương của nó cực kỳ sáng bóng luôn. Đấy lưỡi đẹp, chung là lưỡi đẹp nó khác so với lưỡi bình thường. Còn đây là mẫu ngũ. Ngũ có cả loại thép lò xo AK và cả loại thép Đức. Thép Đức thì nó rẻ hơn một chút. Đây. Nên ngũ anh em nhé. Đó. Toàn lưỡi 12 và lưỡi 10. Anh em đánh cá to cá bé thì các bác đánh tứ nó cũng chẳng ngọt đâu. Em đánh hầu như các loại thu phi 2-3 đầu ngón tay có phát, đánh bao con lên phát. Nhiều bác đã theo dõi video đeo của em thường xuyên, có phát em giật phát nên bao đô phì còn phát nó không bong đâu. Đấy. Hầu như anh em cứ cá trên 1 cân thì các bác đánh tứ với em đánh thì nó đóng vào con cá sâu hơn nên đỡ bong. Còn đâu anh em đánh ngũ cái loại dưới 1 cân này. Bởi vì khi anh em đánh nhá, ví dụ như con cá to các bác đóng vào nó 2 lưỡi này vào người nó hầu như các bác sẽ đóng vào vậy. Đấy. Đấy là đóng vào đuôi, đóng vào mặt thì không nói, hầu như đóng vào mặt thì cái phần thịt nó mềm thì đóng phát là chết ngay, nhưng mà anh em kiểu nhiều phát cá đi qua mình giật mà nó đóng vào đuôi ấy, là anh em sẽ ăn vậy. Đấy kiểu như 2 lưỡi đóng vào nó sẽ yếu hơn, 2 lưỡi đóng vào nó mất lực hơn nhiều so với 1 lưỡi các bác đâm sẽ thủng vảy ngay đúng không. Đấy còn đâu nó đóng vào mặt thì hầu như là to bé con nào cũng dính hết cái phần thịt mềm. Các bác nào mà lấy cả một bộ thì em sẽ làm combo sẵn cho, và em sẽ đây riêng cần 10 hát ấy thì các bác cứ đánh hẳn là cả lưỡi 10 lưỡi 12 để lấy nét bác sang đấy, lưỡi 10 hay lưỡi 12 đều đánh phao bầu 20 hết thì em sẽ làm chục cân phao sẵn về, anh em chỉ vác đi câu thôi. Đấy, còn đâu lại cần 8 hát thì mình sẽ đánh phao nhỏ, em sẽ làm combo đầy đủ luôn. Đây, sẽ đánh bằng loại phao nhỏ này và lại lưỡi 10. Đấy, các bác về cũng vác chỉ đi câu thôi, anh em thích thì cứ inbox cho em, giá cực kỳ mềm luôn, giá cực kỳ mềm, anh em không phải lăn tăn và không phải trả giá các bác nhé. Em bán cần các bác không trả giá đâu, giá rất là sát, bán chỉ lấy công không lấy lãi nên anh em cứ yên tâm mà đặt hàng. Nhiều anh em thì cũng vào bình luận bảo là em câu kéo thì chỉ để câu view để bán hàng này kia, thực ra cái đấy thì em cũng không để ý đâu, nhưng mà em cũng không quan tâm cái lời nói của người ta, bởi vì khi em đăng lên ấy, đăng các bài các video câu cá nên mục đích là chỉ chia sẻ cho anh em khoảnh khắc thú vị nhất về câu cá, bởi vì em chung nào là một người cần thủ thì bán hàng nó chỉ là cái phụ thôi. Đấy đâu là mang lại cho anh em cái niềm vui này, cái bộ cần câu nó ổn, nó chất lượng, anh em đánh cùng cái thú vui với mình xong rồi anh em đăng lên báo cá này kia để đấy cái niềm vui sướng nhất của em, chứ không hẳn là cứ để bán được hàng mới là vui đâu. Và em chẳng quan trọng đấy, bởi công việc chính của em không phải là bán hàng, mà công việc chính của em nó là làm công ty cơ đấy, chứ không phải là như một số cửa hàng khác thì họ chỉ có bán xong là thôi. Đấy. Em thì không vậy, em bán xong thì chung là còn để anh em còn giao lưu này kia còn rất là nhiều cái sau này nữa cơ. Đấy. Cần kia có hỏng hóc gì thì mình còn có nóng thay cho anh em. Chưa? Thế bản thân mình là người đi câu thì mình hiểu bác ạ, chứ còn nếu là cửa hàng người ta không hiểu đâu, người ta chỉ hiểu về cái lợi nhuận của người ta thôi. Còn đâu là em đi câu thì nhất là đã từng mua cần rất là nhiều lơi cũng lằng nhằng lắm, thì cần có hỏng hóc cái này kia hầu như là làm sao các bác bảo người ta gửi nóng cho hay là kia là không giàu có đúng không. Đấy. Và bản thân em ấy là một người cần thủ nên là chung là hiểu tâm lý của anh em khi đi mua đồ câu. Hầu như anh em khi mua đồ câu thì người ta sẽ chỉ tìm vào những cửa hàng người ta kinh doanh đồ câu các bạn, chứ ít khi người cần thủ mà bán đồ lắm. Em thấy chỉ những cửa hàng là kinh doanh đồ câu thì họ sẽ tập trung vào kinh doanh làm sao bán được nhiều hàng là chính, như cái chế độ ưu đãi về bảo hành hầu như là sẽ không có mấy anh em ạ,
chẳng may anh em có đi câu mà cứ vác cần về, chẳng may có làm hỏng cần thì chắc chắn nó sẽ đổ lỗi cho là mình làm hỏng. Cứ bước chân ra khỏi cửa hàng mà cần mà anh em bác đi câu nó có gãy hay kia là chắc chắn là người ta sẽ đổ lỗi cho là người câu, chẳng ai là bảo là cần nó đẻo này kia đâu, hầu như người ta sẽ không chịu trách nhiệm. Bởi khi cũng là đấy cũng là một điều đúng anh em, bởi khi mình đã bước chân ra ngoài chẳng may mình có làm rơi làm gãy rồi bắt đền người ta rất là khó đúng. Cái đấy là rất là khó, bởi cần câu thì chẳng ai là bảo hành nó bao giờ đâu, trừ những cái cần vài triệu thì họ có thể bảo hành nóng cho thôi. Đấy, còn đâu là hầu như là sẽ không có. Còn đâu là bản thân em là cần thủ thì em hiểu cái tâm lý của anh em, khi chẳng may mà nó bị gãy thì này kia rất là tiếc cây cần đúng không. Đấy, nên là lúc nào em cũng có lóng tay cho anh em, đảm bảo anh em cần câu về lâu về dài không sợ phí khoản tiền đầu tư ra. Còn anh em nào muốn mà đánh lục mà có cần chất thì em nghĩ là nên chọn cái này bền đẹp khỏe. Bây giờ em dạy các bác cuốn cần nhé. Còn bây giờ em chỉ các bác cuốn cần. Cái này thì bình thường nào rỗi rỗi thì em cũng cuốn hộ các bác, nhưng mà nhiều lúc bận lắm, đóng hàng nhiều nên em cũng không không kịp cuốn đâu. Có hôm đóng vài chục cây liền cơ, bận lắm không không kịp cuốn đâu, để em đi làm nhiều cái nữa. Thì em chỉ các bác về cuốn này cực kỳ đơn giản thôi. Đây nó có một cái đầu bằng miếng dán, anh em bóc cái miếng này ra đó, bóc ra xong rồi dán thì mình dán cái mảnh miếng vát này các bác này. Thì miếng vát bằng ấy thì nó phải đây, ví dụ một mặt chéo bằng không thì em phải cho cái mặt bằng nó về phía này dính nó vào đấy, dính vào nó cứ cuốn thôi. Có cái này thì anh em cầm nó sẽ êm tay, nó sướng hơn cái cuốn này con này. Đơn giản đấy mà các bác mua về cuốn cái được ngay. Đầu tiên ngày xưa em mua cây cần này về có cái này em vứt đi đấy, không biết nó cuốn kiểu gì mà không biết, đầu tiên nó không biết nó để làm gì. Về sau xem trên hình ảnh thì thấy nó cuốn như này nhưng mà cũng không biết nó cuốn kiểu gì, nên là về đợt đấy vứt đi. Mình anh em mua cái đợt đầu em cũng không gửi cho cái này. Cái này cũng... à, hiểu để làm cái gì cầm nó vững víu này, thế về sau đấy mày mò lại cuốn được, thấy nó đẹp thế là mới gửi luôn cho các bác về cuốn. Em cuốn này cầm nó sẽ êm tay. Có một cây cần như này đánh lục thì nó là tuyệt cú mèo nha anh em ạ, đổ đình đánh sướng lắm. Giọng này nó hơi khàn khàn. Những cây ốt ni màu đen đánh chắc chắn là cây đấy không thể bằng cây này được anh em. Đó. Em đã từng ra cửa hàng em tham khảo rất là nhiều rồi, nhưng mà cái loại ốt ốt ni xịn mà xanh đá thì không có, mà bên kia giá nó cao lắm. Cây này cảm giác đánh còn sướng hơn là cần hãng, nhiều bác lấy về đánh khen sướng hơn là cần hãng, nhưng mà chất lượng của nó thì rất là ok đấy. Đến đây nhá, anh em bóc này ra. Các bác cứ yên tâm là khi các bác mà đặt cả một combo đây thì em sẽ làm chục cân phao sẵn về anh em chỉ câu thôi, anh em mới mới vào nghề. Và các bác nhớ nhá, 10H chỉ đánh phao bầu 20 đổ lại này, 8H đánh phao bầu 15. Các bác mà setup bộ sai ấy, là đánh nó hỏng cần đấy. Các bác cứ chơi quả phao bầu 30 hay mấy các bác dã vào cái cần nào chịu nổi. Đây cái này anh em cuốn như này nhá. Bó nó vào. Ok, đấy, được một cái cuốn cần đạp đây, cái nhẫn của nó. Rồi, đây cây 4 mét rưỡi. Cây 4 mét rưỡi thì em đang bán là 800 rưỡi. Đợt đầu là đầu năm là 970 anh em. Đợt đấy em còn lấy hàng nó còn đắt. Đợt này chung là dịch riết nó vãn đi rồi, bên Trung Quốc nó vãn rồi, thì lấy hàng nó dễ. 800 rưỡi. Còn cây 5 mét 4 là 1,1 triệu, cây số 3 là 1,2 triệu. Đấy, anh em thấy cực kỳ sát giá so với lại ở trên bên Trung Quốc người ta bán luôn. Đấy. Cực kỳ sát giá luôn, nhiều bác xem video này muốn nhập cây này về chắc không dám nhập về bán đâu. Giá rất là cao mà hàng rất chất lượng, em bán chỉ là lấy cái niềm vui thôi. Đấy, muốn chia sẻ anh em cái cần ở đẹp thôi chứ không nến lãi, thành ra là giá nó sát như vậy. Còn nếu mà cửa hàng kinh doanh chắc người ta phải giá cây 4 mét rưỡi nó phải tầm trên 1 triệu. Đấy, thì người ta có lãi. Bộ cực kỳ xịn luôn. Đấy, video của em đến đây chắc là cũng là kết thúc rồi. Chúc anh em chọn được một cây cần đánh lục ưng ý, bền, đẹp, khỏe. Mẫu đầu đình này chắc có lẽ nó sẽ là một là mẫu cần đánh lục số 1 về giá cả anh em ạ. Giá cả tầm tiền mới lại độ bền đẹp.
Anh em đánh hồ dịch vụ thoải mái nhá, hồ dịch vụ anh em đánh bằng cây 5m4 hoặc 6m3 để cái độ mấn nước nó dài, bò cá dòng cá nó sẽ xuống hơn, nó đỡ bị căng trục lổ trục. Còn anh em đánh cần 4m5 nó ngắn quá, có cá to mà đánh quá hầu như là lổ trục các bạn, kể cả dù như cả kéo thế dù anh em ạ. Đấy, anh em cứ nên đánh hồ dịch vụ lên 5m4 6m3 quá nhìn nhỉ, chúng nổ như thế này thì nó mới bền, chứ những cây bình thường làm gì có lại chúng nổ nó dày bịch này đâu anh em. Đã màn chưa, đến hết gần anh em xem nhé. Đó, coi nhìn nào, chúng nổ rất là ác liệt luôn. Các bác không thể chê vào cây cần này đâu, không thể chê được.